Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Tốc KVN. Theo cái thông tin mới nhất mình cập nhật được thì trong cái thời gian tới đây thì Mitsubishi Xpander phiên bản nhập khẩu chúng ta sẽ được nâng cấp lên phiên bản đặc biệt, và Mitsubishi Xpander Cross cũng được nâng cấp lên là Xpander Cross phiên bản đặc biệt. Với những cái trang thiết bị option được nâng cấp, nó sẽ là tương tự như Xpander phiên bản sản xuất và lắp ráp trong nước mà trong cái thời gian vừa qua cũng đã giới thiệu và phân phối đến tất cả những khách hàng. Quý chị các bạn ạ, cái thời điểm ra mắt thì đâu đó nó rơi vào khoảng tầm ngày 20 của cái tháng 12 tới đây. Có nghĩa rằng đâu đó nó sẽ cách thời điểm này khoảng tầm 1 tuần nữa thì bên phía Mitsubishi sẽ giới thiệu về Xpander số tự động nhập khẩu lên phiên bản đặc biệt và Xpander Cross phiên bản đặc biệt dành cho quý chị các bạn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu những cái đặc điểm nâng cấp đó lại dành cho quý các bạn để chúng ta có thể nắm được. Cùng với đó sẽ là giới thiệu cái mức giá bán và cái chương trình khuyến mại dành cho cái phiên bản đặc biệt của Xpander nhập khẩu bản đặc biệt và Xpander Cross bản đặc biệt, quý chị các bạn ạ. Hiện tại nhá, nếu như thời điểm hiện tại thì mà chúng ta mua Mitsubishi Xpander ấy thì chúng ta sẽ có sự lựa chọn về phiên bản số tự động, sẽ là phiên bản nhập khẩu và là phiên bản tiêu chuẩn với mức giảm giá, với mức giá là 630 triệu và chúng ta đang được giảm trực tiếp là 100% lệ phí trước bạ, quý chị các bạn ạ. 100% lệ phí trước bạ cho cái phiên bản tiêu chuẩn hiện tại. Còn nếu như chúng ta chờ mà chúng ta đợi cái phiên bản đặc biệt của Xpander nhập khẩu về thì chúng ta sẽ được giảm là 50% lệ phí trước bạ các bạn ạ. Giảm 50% lệ phí trước bạ với Xpander nhập khẩu bản đặc biệt mà sắp tới đây nó sẽ về. Cùng với đó Xpander Cross cũng sẽ là tương tự như vậy dành cho quý chị các bạn. Đó, cái thời điểm ra mắt thì cũng tầm cuối của cái tháng 12 này thôi là sẽ ra cái phiên bản đặc biệt này. Với những cái đặc điểm nâng cấp thì có thể kể tới nó sẽ là như thế này này. Nâng cấp thì bao gồm là nâng cấp tương tự như phiên bản sản xuất lắp ráp trong nước thời điểm trước mà giới thiệu đến khách hàng đấy. Đó chính là được nâng cấp về camera 360. Camera 360 được nâng cấp này, nâng cấp về cảm biến lùi. Đấy, hiện tại chúng ta đang không có cảm biến lùi, nhưng mà nếu bản đặc biệt về của nhập khẩu về thì chúng ta sẽ có cảm biến lùi, có camera 360. Có về nữa đó chính là về cái màn hình giải trí. Cái màn hình giải trí sẽ được nâng cấp lên là 10 inch, 10.25 inch, và được kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối AUX, kết nối Bluetooth. Nó mọi thao tác trên cái màn hình giải trí 10 inch nhìn nó sẽ thoải mái hơn, rộng rãi hơn, tiện ích hơn. Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ vẫn có một cái bộ tem dán theo xe nhé, bộ tem dán theo xe tương tự như cái phiên bản đặc biệt của sản xuất lắp ráp trong nước. Đấy, nó chỉ khác biệt là ngày trước bản đặc biệt thì là sản xuất lắp ráp trong nước, còn phiên bản sắp tới về nó là bản nhập khẩu. Đấy, thế về có chương trình khuyến mại thì phiên bản đặc biệt của sản xuất lắp ráp trong nước thì hiện tại chúng ta đã không còn xe phân phối rồi. Bây giờ chúng ta, nếu các bạn mua xe tại thời điểm này về Xpander thì bên phía đại lý cũng chỉ có xe giao dành cho các bạn, đó là Xpander bản nhập khẩu thôi. Bản nhập khẩu thôi quý chị các bạn ạ. Bản nhập khẩu này thì hiện tại chúng ta đang được giảm 100% lệ phí trước bạ với cái phiên bản tiêu chuẩn. Còn nếu mà các bạn chờ phiên bản nhập khẩu sắp tới về mà cho phiên bản cho cái là phiên bản đặc biệt ấy thì chúng ta sẽ được giảm hỗ trợ là 50% lệ phí trước bạ đến từ bên phía nhà máy của bên Mitsubishi. Cùng với đó là một cái phiếu về phụ kiện các bạn ạ, một cái phiếu phụ kiện đâu đó khoảng tầm 7 triệu dành cho quý các bạn. Thì tiếp cái video này mình sẽ cập nhật cái mức giá luôn, mức giá lăn bánh để các bạn có thể hình dung được. Với Xpander phiên bản số tự động bản đặc biệt các bạn nhá, nhập khẩu, đương nhiên là nhập khẩu rồi, thì hiện tại sau khi giảm 50% lệ phí trước bạ thì lăn bánh ở tỉnh sẽ là 669 triệu là các bạn mang xe về nhà, Hà Nội là 690 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 678 triệu đồng quý các bạn ạ. Tỉnh là 669, Hà Nội là 690 và Thành phố Hồ Chí Minh là 678. Thời điểm giao xe thì đâu đó chắc là khoảng tầm sang tháng 1 của năm 2022. Đấy, thời điểm xe ra mắt xe về ấy thì chắc là khoảng tầm ngày 20 tới đây, 20 tháng 12 này. Hôm nay là khoảng tầm ngày 13, 14 rồi. Thì 20 tháng 12 tới đây sẽ về nhập khẩu Xpander. Thế còn phương án trả góp Xpander nhờ số tự động nhập khẩu bản đặc biệt lăn bánh ở tỉnh tối thiểu cần chuẩn bị là 186 triệu, Hà Nội là 217 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 204 triệu của các bạn ạ. Tỉnh 186, Hà Nội 217 và Thành phố Hồ Chí Minh là 204. Tiếp theo là Xpander Cross cũng sẽ được nâng cấp lên phiên bản đặc biệt
Và chương trình giảm giá cũng sẽ là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Thực ra là mình biết là cái việc mà hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ này để làm gì các bạn biết không ạ? Nó sẽ là để tương đồng với những cái dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước hiện tại đang được phía nhà nước hỗ trợ là giảm 50% lệ phí trước bạ. Thì những cái dòng xe nhập khẩu nó cũng phải như vậy thì mới có xứng cạnh tranh được, quý chứ các bạn ạ. Ngoài ra nữa thì bên phía Mitsubishi dành tặng cho khách hàng một cái phiếu phụ kiện nữa, quý chứ các bạn nhé, đâu đó khoảng 7 triệu. Thì với cái phiên bản Expander Cross bản đặc biệt sắp tới về, năm máy ở tỉnh sẽ là 702 triệu, Hà Nội là 736 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 727 triệu đồng, quý chị các bạn ạ. Tỉnh 702, Hà Nội 736 và Thành phố Hồ Chí Minh là 727 với Expander Cross đặc biệt, quý chị các bạn nhé. Còn phương án trả góp Expander Cross là đặc biệt này, tỉnh cần chuẩn bị là 204 triệu, Hà Nội là 238 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 224 triệu đồng, quý chị các bạn ạ. Tỉnh 204, Hà Nội 238, Thành phố Hồ Chí Minh là 224. Quên mình cũng phải giới thiệu lại, đó chính là về cái mức giá niêm yết của nó thì không thay đổi nhé. Với Expander nhập khẩu thì vẫn là 630 triệu, bản đặc biệt thì vẫn là 630 thôi, và Expander Cross thì vẫn là 670 thôi. Nó có cái sự khác biệt về cái mức giá lăn bánh so với cái thời điểm hiện tại, đó là cái phiên bản hiện tại thì chúng ta đang hỗ trợ là 100% lệ phí trước bạ, còn cái phiên bản sắp tới nó về là nó hỗ trợ còn 50 thôi. Đấy, để chúng ta lựa chọn. Thì hỗ trợ 50 mới hỗ trợ 100 thì nó cũng chênh nhau về cái cam 360 này, chênh nhau về cái gì nữa nhỉ? Cam 360 chênh nhau về cái cam cảm biến lùi, chênh nhau về cái màn hình giải trí, chênh nhau về cái bộ tem dán nhìn nó thể thao và trông cũng tương đối là phá cách dành cho quý khách hàng. Đó là trên đó phần cập nhật thông tin mà Top Gear VN trong ngày hôm nay mới nhất mà mình cập nhật được và giới thiệu luôn dành cho khách hàng khi chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe Expander này. Hy vọng thông qua video này chúng ta đang chuẩn bị lấy xe hoặc đang chuẩn bị chốt xe thì chúng ta có thêm cái thông tin này để chúng ta có thể là đưa được ra cái quyết định lấy bản đặc biệt hay là chúng ta sẽ lấy phiên bản tiêu chuẩn hiện tại các bạn nhé. Cuối cùng thì nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mà Top Gear VN thường xuyên cập nhật nhanh nhất có thể dành cho các bạn. Xin chào.